Có món chè đặc biệt thơm ngon. Đây rồi. Thích không? Ăn ăn thạch xương sáo nha. Đây để mẹ để ra đây xong rồi mẹ để cái món. Con rán vào chân à? Con rán nhiều thế ta? Gấu ơi nhìn hấp dẫn không gấu? Mẹ cho tí hạt lạc này. Chị gấu cắt cái đấy đi con. Nào chị gấu cắt đi để ra ăn chè nào. Dạ. Ăn cho mát nhá. Dạ. Đi ăn chè không? Ra tiếp nhỉ. Đây để mẹ lấy cho ba mẹ con ba ly nha. Gấu cắt đi con. Mắt hai chị em mẹ mà phải với khó múc quá. Cái thạch xương sáo này ngon lắm. Một ly. Từ từ chờ mẹ nha, con đừng bỏ nha. Gấu ăn nhiều thạch hay ít thạch con? Ít thạch. Ít thạch hả? Dạ. Ti ăn nhiều hay ít? Nè, thìa của gấu. Ăn ít. Ti ăn ít hả? Dạ. Hai chị em đều ăn ít à? Dạ. Chờ mẹ một xíu xíu. À, rồi để bỏ nước cốt dừa nha. Lần đầu tiên Ti được ăn cái này á nhờ. Ăn cái này. Gấu ăn những cái nào? Cái này. Đó, à, nước cốt dừa ngon không? Mẹ ơi, này chỗ ta. Dạ. Này chỗ Ti, này chỗ mẹ. Thế là nhờ, Ti thích không? Chắc Ti đang đói bụng lắm đúng không? Từ từ chờ mẹ để mẹ bỏ đủ đồ đã. Chưa đủ đồ mà. Con tự bỏ à? Bỏ nhiều cốt dừa ăn cho nó ngon nha. Đây để mẹ bỏ cho. Ô, quả Ti Ti. Quả mẹ. Nào đưa mẹ bỏ mè cho nào. Bát của chị gấu đâu rồi? Bát của chị gấu đây. Đưa mày bỏ cho con đừng bóc này nó đổ ra ngoài hết á. Nhá. Đó, ngon chưa? Nha, mẹ mời hai chị em nha. Để mẹ lấy cho Ti Ti ăn nhá. Đây nè, của Ti Ti đây nè. Gấu tự xúc được không con? Được rồi. Được hả? Cho em Ti Ti ăn miếng lần đầu tiên Ti Ti được ăn thạch này á nhờ. Cho em Ti Ti miếng to nhá. Mẹ đang ăn miếng nhỏ. Ăn miếng nhỏ, ngon không? Ăn nhạt lạc à? Trời nắng này mà ăn thạch xương sáo thì hơi bị ngon nhờ. Thạch xương sáo. Đúng rồi, thạch xương sáo ăn ngon lắm ấy. Tự mẹ làm luôn á. Hay là mẹ lấy mình thạch cho Ti ăn nhá. Ti có uống nước không? Mẹ cho Ti uống miếng nước này. Nước mẹ ăn nào? Hả? Mẹ làm á. Ti không ăn cái hạt mè với hạt lạc hả? Cái này lúc trưa mẹ thấy nóng quá xong rồi mẹ nấu cho hai chị em vừa ngủ dậy là ăn đấy nhở. Ti không uống nước thì biết thế mẹ lấy mình thạch cho em Ti ăn nhở. Thì mẹ lấy cái đĩa này mẹ bỏ thạch cho em Ti nhá. Này xuống em Ti không uống nước thì mẹ lấy thạch ở đây cho em Ti ăn một mình thạch thôi nhở. Không uống nước. Ừ, Ti không thích uống nước thì mẹ lấy mình thạch cho em Ti ăn. Ti nhá.
siêu nhiều nhỉ. Siêu nhiều thạch luôn. Đó, ngon chưa? Mẹ mời Titi. Đi ăn đi con, đi lấy đây ăn nhá. Rồi hai chị em ăn đi. Nước cốt dừa ngon quá nhở. Gấu ăn này dính hết hạt mè ra miệng rồi. Đi ăn đi con, đi lấy đây ăn này nhá. Mẹ giúp đây này. Đó, con ăn đây đi nhá. Ngon không gấu? Mát lạnh luôn nhỉ. Đúng rồi, đi giỏi quá. Con ăn đây. Mình lấy miếng nhỏ này ra cho con ăn nó dễ nha. Ăn đi. Mẹ cắt nhỏ ra. Gấu ăn đi con. Con uống thử cái nước cốt dừa mà xem ngon lắm. Nước cốt dừa mẹ bỏ cả sữa tươi nè, sữa đặc nè, xong rồi cốt dừa mẹ lấy từ quả mẹ làm dừa, mẹ xay ra mẹ lọc với nước cốt dừa. Cái này à mẹ? Không, cái đấy là cái hạt lạc á. Cốt dừa đây nè. Đi lấy ăn đi nhá. Cốt dừa đâu? Đây, cốt dừa đây. Nào, dâu nào. Dâu, dâu. Ăn giúp ăn chứ. Đừng ngậm tiền nhá. Đi lấy ăn đi con này. Không ăn nào. Đang mắc nhai. Ăn hết rồi lấy tiếp nhá.